Thanh Nga, Thu Hằng, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình với khán giả NTV hôm nay. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu cùng quý vị quy trình là một chương trình trực tiếp tham gia Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 11 tại Đà Lạt vừa qua. Tiếp đó là thông tin về chương trình Về ăn cơm, một chương trình hay mới lên sóng phát thanh. Và cuối cùng sẽ là lịch phát các phim hay trên sóng. Thưa quý vị và các bạn, Liên hoan phát thanh toàn quốc năm 2014 vừa diễn ra tại thành phố Đà Lạt, được đánh giá là liên hoan thành công nhất từ trước đến nay. Lần đầu tiên, Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An đã có một tác phẩm đạt giải vàng, ngoài ra còn có 2 tác phẩm đạt giải bạc, 1 giải đồng và 1 giải khuyến khích. Tác phẩm đạt giải vàng của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An tại Liên hoan Phát thanh Toàn quốc lần thứ 11 là một tác phẩm thuộc về thể loại phỏng vấn. Đây là một trong những tác phẩm được ban giám khảo đánh giá cao. Xin chào đồng chí Hồ Đức Phước. Kết luận tại buổi làm việc giữa Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ là Nghệ An phải đi lên bằng nội lực và Nghị quyết 26 cũng đã nhấn mạnh về vấn đề này. Vậy theo đồng chí, nội lực của Nghệ An là gì? Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội Nghệ An đến năm 2020 là một trong những nghị quyết quan trọng, chỉ rõ đường hướng, mục tiêu mà Nghệ An cần phải thực hiện để thoát nghèo vào năm 2015, cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp và là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của vùng Bắc Trung Bộ. Từ ý nghĩa thực tiễn và tầm quan trọng của nghị quyết, nhóm tác giả Thanh Huyền, Nguyễn Hương đã chọn một trong những vấn đề được Bộ Chính trị nhấn mạnh và cũng là trăn trở của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp chính quyền ở Nghệ An lâu nay. Đó là Nghệ An phải đi lên bằng nội lực và làm thế nào để phát huy nội lực một cách hiệu quả nhất. Bằng thể loại phỏng vấn thời lượng 4 phút 45 giây với 7 câu hỏi cụ thể chi tiết, tác phẩm Nghệ An đi lên bằng nội lực là cuộc trao đổi thẳng thắn nhưng hết sức trách nhiệm của người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phước về nội lực, những yếu tố nội sinh được coi là tiềm năng, thế mạnh của Nghệ An, những khó khăn vướng mắc tồn tại lâu nay về khách quan, chủ quan, nhất là tư duy, ý thức hệ của lãnh đạo cũng như người dân trong phát triển kinh tế xã hội. Từ đó đề ra cách thức, giải pháp, phát huy tốt hơn nội lực, tranh thủ ngoại lực để thực hiện thành công mục tiêu mà Nghị quyết 26 Bộ Chính trị đã đề ra cho Nghệ An. Thưa quý vị, điều đặc biệt là cùng với sự trăn trở nỗ lực của đội ngũ phóng viên ở các thể loại phóng sự, phỏng vấn, câu chuyện truyền thanh, chương trình tổng hợp, thì năm nay, Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An đã tham gia một tác phẩm ở thể loại phát thanh trực tiếp. Chương trình phát thanh trực tiếp có nghĩa là chương trình được thực hiện trực tiếp ngay tại thời điểm chấm thi. Vậy nó có gì khác so với các chương trình không trực tiếp? Quý vị và các bạn hãy cùng MC Thu Hằng trở lại không khí tác nghiệp của 2 tuần trước tại Đà Lạt, Lâm Đồng. Chủ đề của thể loại phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An tại Liên hoan Phát thanh Toàn quốc là phản ánh về Nghệ An tăng cường các đường bay nội địa, mở đường bay quốc tế, nâng cấp sân bay Vinh từ sân bay nội địa thành sân bay quốc tế để phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy thu hút đầu tư. Hình thức thể hiện là chương trình phát thanh trực tiếp nối giữa các điểm cầu. Đây không phải là một chủ đề mới, nhưng để tác phẩm đạt kết quả tốt nhất, ekip thực hiện chương trình đã cố gắng chuẩn bị nội dung cẩn thận và có cách thức thể hiện sinh động. Để thực hiện được tác phẩm này, nhóm phóng viên đã chia thành 2 ekip. Một ekip thực hiện tại phòng thu của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Một ekip thực hiện tại sân bay Liên Khương, Đà Lạt. Trước giờ lên sóng, mọi công tác kiểm tra về kỹ thuật, trao đổi nội dung với khách mời được ekip chuẩn bị rất cẩn thận. Một điều khá may mắn với ekip thực hiện chương trình là đã nhận được sự hợp tác rất nhiệt tình của các vị khách mời và rất am hiểu về lĩnh vực phóng viên cần khai thác. Cùng với 4 tác phẩm khác, chương trình phát thanh trực tiếp đã đạt giải tại Liên hoan Phát thanh Toàn quốc lần thứ 11 tại Lâm Đồng. Đây cũng là một tác phẩm được ban giám khảo đánh giá rất cao về ý tưởng, đề tài cũng như cách thức thực hiện chuyên nghiệp của đội ngũ phóng viên. Với lòng yêu nghề, với sự sáng tạo, Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An đang phấn đấu nỗ lực để ngày càng có nhiều hơn nữa các tác phẩm hay phục vụ cho nhu cầu nghe xem của khán thính giả, cũng như giành các giải cao tại các kỳ liên hoan. quý vị và các bạn, một chương trình mới ý nghĩa gắn bó với chị em phụ nữ vừa mới lên sóng phát thanh của NTV có tên gọi rất gần gũi, Về ăn cơm. Như tên gọi thì chương trình nhằm gắn kết với vai trò người phụ nữ trong việc chăm sóc gia đình và giây phút sum họp mỗi ngày. Về ăn cơm, chương trình trò chuyện đầu tiên dành cho các bà mẹ, nơi bạn có thể tâm sự bất cứ điều gì bạn muốn, thắc mắc bất cứ vấn đề gì bạn trăn trở. Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia đặc biệt về tâm lý gia đình và sức khỏe nhi khoa. Và còn nữa, những thông tin thú vị về phụ nữ bốn phương. Về ăn cơm là một chương trình mà ở đó thính giả sẽ được hỏi về chính bữa cơm của gia đình mình, như hôm nay nhà bạn ăn món gì, chồng bạn nghĩ gì về món ăn của bạn, làm thế nào để chuẩn bị một bữa ăn dinh dưỡng cho con của bạn. Chương trình là sự trò chuyện và chia sẻ về sự giỏi giang, đảm đang của người phụ nữ, vừa xinh đẹp lại biết nuôi dạy con cái. Mỗi số sẽ có một trường hợp điển hình về những vướng mắc thường gặp trong gia đình con cái. Ví dụ như hay trốn học, nói dối, ăn cắp vặt, hay mút tay, đánh bạn, bị bạn đánh, và những phân tích kèm theo. Các trường hợp này, nếu có thính giả quan tâm thì sẽ được dùng tiếp cho cả số tiếp theo để tiếp tục phân tích làm rõ. Mỗi số được kết thúc bằng một câu châm ngôn hay về phụ nữ. Thính giả có thể gọi điện đến để thảo luận, tư vấn về tâm lý, cách nuôi dạy con cái, hay để chia sẻ về cuộc sống, tâm tư, tình cảm, hoặc để tham gia trả lời câu đố. Chương trình còn có góc trò chơi sôi động dành cho mẹ và bé. Về ăn cơm, chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phối hợp với Mega Media sản xuất, phát sóng lúc 16 giờ đến 17 giờ thứ 2, 4, 6 và phát lại vào lúc 7 giờ đến 8 giờ thứ 3, 5, 7 hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong hai ngày mùng 5 và ngày mùng 6 tháng 5 vừa qua, Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phối hợp với dự án Danida tại Việt Nam tổ chức lớp tập huấn kỹ năng sản xuất tin, phóng sự ngắn truyền hình cho cộng tác viên của một số ngành và đài truyền thanh truyền hình huyện, thành thị trên địa bàn. Đây là một trong những nội dung nằm trong khuôn khổ dự án hỗ trợ nâng cao năng lực cho các đài phát thanh truyền hình Đắk Lắk, Nghệ An, Thanh Hóa, Lào Cai do dự án Danida tài trợ. Tham gia lớp tập huấn, các cộng tác viên sẽ nắm được xu hướng tin truyền hình hiện đại, từ đó bổ sung một số phương pháp làm tin truyền hình hiện nay theo hướng ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu và mang tính quần chúng. Cách xử lý tình huống khi gặp phải một số nguồn tin mơ hồ, nhiều số liệu, phối hợp hài hòa giữa hình ảnh và lời bình, giải quyết các khó khăn trong quá trình làm tin bằng cách làm việc nhóm, đồng thời ghi nhớ những yếu tố cơ bản nhất của phóng sự ngắn truyền hình, phát hiện những lỗi cơ bản và thường gặp của các phóng sự ngắn truyền hình và tránh được những lỗi cơ bản khi thực hiện những phóng sự truyền hình. Bằng hình thức truyền đạt mới mẻ, gợi mở các sáng tạo cá nhân, lớp học đã đem lại không khí trao đổi nghiệp vụ cởi mở, góp phần nâng cao kỹ năng sản xuất tin, phóng sự cho các học viên nói riêng, nâng cao chất lượng chương trình trên hai sóng nói chung. Thưa quý vị và các bạn, Hoàng gia là một bộ phim Hàn Quốc kể về cuộc giành giật để chiếm vị trí ngôi vương trong gia tộc họ Râu của người con dâu Kim Eun-sook. Bộ phim do đạo diễn Kim Do-hun làm đạo diễn, có sự tham gia của các diễn viên Ji-sung, Jung-a, Kim Yong-e và Cha-re-jim. Phim sẽ lên sóng NTV vào lúc 20 giờ 10 phút thứ 2 đến thứ 6 trong tuần, bắt đầu từ ngày 13 tháng 5 năm 2014. Ngoài món tiền được thanh toán một lần duy nhất, người vợ sẽ không nhận thêm bất kỳ tài sản nào. Hoàng gia, câu chuyện về cuộc chiến của cô con dâu Kim In-sook chống lại tất cả các đối thủ để chiếm vị trí đứng đầu tập đoàn Jica với sự hỗ trợ của luật sư Han Di-han, một công tố viên với quá khứ tăm tối được vực dậy từ hố sâu tội lỗi nhờ trái tim nhân hậu và bao dung của cô. Chị ấy đã thay đổi cả cuộc đời tôi, giúp tôi có một cuộc sống bình thường như bao người khác. Đời ông thế là hết, đó là cuộc đời đấy. Chứng kiến cảnh ân nhân của mình, cô lọ lem Kim In-sook đang ngày càng cay đắng nuốt từng giọt nước mắt khi sống trong gia đình chồng. Luật sư Han quyết giành lại công bằng cho cô. Chị bị cầm tù trong căn nhà này đã 18 năm rồi. Giờ đã đến lúc em giúp chị được tự do. Chị muốn Byung-jun thấy mẹ nó có phẩm giá và không ai có thể tước đoạt được điều đó. Em sẽ chiến đấu vì chị. Em sẽ tiến hành kế hoạch B. Ji-hun không hứng thú với chuyện quyền lực. Tham vọng tiền quyền đã khiến cho cuộc sống của những con người trong gia đình bà Sông ngột ngạt, thiếu vắng tình yêu thương và mang đậm bản chất hận thù. Trước sau mẹ vẫn nghĩ anh là người bất tài thôi. Nhân cách tốt và nhân cách quỷ ám, ranh giới quá mong manh của những con người đang sống trong cuộc chiến giành quyền lực. Bà ta tên là Seo Sune. Vậy mục đích của cuộc thách thức tàn bạo này là gì? Hãy trả lại cho con giá trị con người mà đã bị mẹ trà đạp. Sự phẫn nộ của người mẹ là một câu chuyện thú vị và ấm áp về đề tài gia đình, phim xoay quanh cuộc sống của một gia đình trung lưu nhiều thế hệ tại Hàn Quốc. Phim dài 90 tập đang được chiếu trên sóng NTV vào lúc 21h30 từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần. Quý vị hãy quan tâm, theo dõi để cảm nhận được những cung bậc tình cảm của một người mẹ dành cho những đứa con yêu. Người mẹ trong bộ phim Sự phẫn nộ của người mẹ đóng vai trò trung gian âm thầm chịu đựng, lắng nghe tất cả mọi diễn biến buồn vui xảy ra đối với những người thân của mình. Phải biết lo liệu một tí, tiền mà tuột khỏi tay mình là đặt dấu chấm hết, con đừng có tiêu tiền hoang phí. Bà hy sinh trọn cuộc đời để chăm sóc lo lắng cho gia đình chồng và những đứa con. Đặc biệt 3 người con của bà, mỗi người một cá tính và rơi vào những rắc rối trong công việc, tình cảm khác nhau. Bà lặng lẽ quan sát và lại tiếp tục là cánh tay vững chắc nâng đỡ các con mình. Được sống trong vòng tay của bố mẹ đến tận 30-40 tuổi là một diễm phúc lớn lao đấy. Là một hình ảnh đẹp về người mẹ. 4 thế hệ chung sống dưới một mái nhà, nhiều yêu thương nhưng cũng đầy mâu thuẫn. Ngoài ra các tình tiết hài hước xen lẫn vào những tập phim cũng làm cho câu chuyện thêm phần thú vị. Những thông tin về các bộ phim hay trên sóng đã kết thúc chương trình với khán giả NTV ngày hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau. Như thường lệ, mọi ý kiến dành cho chương trình xin hãy gửi về chương trình với khán giả NTV, phòng biên tập thông tin điện tử Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, số 1 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, hoặc qua địa chỉ email với khán giả ntv@gmail.com. Quý vị có thể xem lại chương trình với khán giả NTV trên trang web truyền hình nghệ an.vn. Còn bây giờ, Thanh Nga và Thu Hằng xin nói lời chào và hẹn gặp lại quý vị.